Thiều Bảo Trâm đã xéo tình cũ bằng MV mới Bạn Trai Là Sao Chổi, Ví Trà Xanh, Chuột Gặp Bao Gạo. Những hình ảnh mới trong MV của ca sĩ Thiều Bảo Trâm nhận được quan tâm dư luận, không ít ý kiến cho rằng coi Bạn Trai Là Sao Chổi, còn Chuột Là Trà Xanh là ẩn ý sâu cay. Sau khi dính tin đồn chia tay Sơn Tùng MTP và bị Hải Tú xem vào chuyện tình, khiến Thiều Bảo Trâm nhận nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Tận dụng độ hot của mình, Thiều Bảo Trâm ra mắt nhiều MV ca nhạc và nhận được sự quan tâm của công chúng. Độ hot của cô nàng hơn hẳn thời còn dính tin đồn yêu Sơn Tùng MTP. Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt MV mới được khen ngợi từ giọng hát, ca từ lẫn vũ điệu nhảy múa. Cụ thể, MV Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm đưa người xem đến ngôi làng tiên nữ sản xuất gạo. Họ là những cô gái thuộc thế hệ hậu duệ của tiên, nhưng không ai còn sức mạnh thờ phụng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, nghĩ rằng chỉ có những ai có trái tim thuần khiết mới xứng đáng trở thành hậu duệ của Aphrodite. Các cô gái chọn cất kỹ trái tim mình và không yêu ai. Đến một ngày, cô gái trong làng Thiều Bảo Trâm phải lòng chàng trai đến từ Sao Chổi, Dennis Đặng Thủ Vai, trải qua đôi lần hẹn hò rung động, bỏ qua ánh mắt phán xét của những cô gái khác. Thiều Bảo Trâm phá lệ đem trái tim cất giấu trao cho anh chàng này, nhưng như sao chổi, vội đến vội đi, chàng trai biến mất, bỏ lại cô gái cùng trái tim tan vỡ. Khi trải qua nỗi đau và hiểu được tình yêu, cô gái được trao sức mạnh để trở thành thế hệ tiếp theo của nữ thần Aphrodite, người bản thân cô ngưỡng mộ. Hãy dũng cảm yêu, trải nghiệm, đắm chìm, thậm chí dám liều lĩnh hy sinh vì nó, để mỗi ngày ta lại hiểu thêm vẻ đẹp của tình yêu là gì. Thậm chí nếu có bao lần tan vỡ, thì hành trình đã qua luôn ẩn chứa nhiều trải nghiệm ý nghĩa lấp lánh khác, chứ không chỉ toàn nỗi đau. Thiều Bảo Trâm nói, cả MV là câu chuyện tình yêu dễ thương và đượm buồn, nhưng những chi tiết trong đó lại khiến khán giả suy xét. Thứ nhất, bạn trai lại là sao chổi, liệu cô có ám chỉ người từng yêu là kẻ phụ bạc mang vận xui? Thứ hai, hình ảnh con chuột liệu có phải trà xanh khi mà cô gái dày công may túi đựng gạo thì bị nó tới lấy đi thành quả. Một số cư dân mạng cho rằng Thiều Bảo Trâm đang ẩn ý đến việc mình làm hậu phương vững chắc, là người yêu trong bóng tối của Sơn Tùng, nhưng sau khi nam ca sĩ ngày càng nổi tiếng thì người được hưởng lợi là Hải Tú chứ không phải là cô. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của khán giả. Được biết Thiều Bảo Trâm từng bị đồn hẹn hò với Sơn Tùng suốt 8 năm mà không công khai. Cả hai từng bắt gặp sống chung nhà, dùng đồ đôi, thậm chí đã gặp mặt phụ huynh đôi bên. Sau đó, không biết vì lý do gì mà cặp đôi lại chia tay vào năm 2021, cũng là thời điểm Hải Tú, nàng thơ mới của công ty Sơn Tùng xuất hiện. Đến nay những đồn đoán chẳng được người trong cuộc lên tiếng, còn khán giả vẫn không ngừng quan tâm. Gần đây, Thiều Bảo Trâm cũng đã có những chia sẻ ẩn ý về chuyện tình cảm khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể cô cho biết, cho dù bạn đã từng chịu tổn thương sâu sắc đến thế nào, sẽ luôn có một người xuất hiện khiến bạn tha thứ cho hết thảy những khó khăn mà cuộc sống đã gây ra trước đây. Nhiều người cho rằng cô đã tìm thấy tình yêu mới sau khi chia tay Sơn Tùng, dù cách đây không lâu, cô nàng từng gây xôn xao với chia sẻ như ẩn ý mình đang độc thân. Chị gái nói là tận hưởng những ngày tháng là những cô gái không phải của ai này đi. Vài năm nữa, những ngày cận Tết này, lo nhà cửa, chồng con, ba mẹ, ba má chồng bận rộn dữ lắm, không được đi uống trà sữa, lượn lờ, ha ha hi hi ho ho nữa đâu. Cô cũng ngầm chia sẻ về hình mẫu lý tưởng cô hướng đến, đó không phải những gì bạn tìm kiếm ở một người đàn ông. Bạn nên tìm kiếm một người đàn ông trưởng thành, làm việc chăm chỉ, có kế hoạch, đáng tin tưởng, có mục tiêu, tầm nhìn và đang tìm kiếm một mối quan hệ, biết cách đối xử với phụ nữ, đặt họ lên ngai vàng và xem họ như một nữ hoàng. Bây giờ, bạn tìm kiếm một người đàn ông mà không thấy một cái nào trong số đó, thì đó chỉ là một kẻ tầm thường.